Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái loại gọi là rau dùng làm thực phẩm, cũng phân loại rau. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành chia sẻ cho các bạn, mình đã trồng thử nghiệm một loại măng tây ở trên đất. Thì này là đất hạch các bạn. Các bạn xem sơ cây măng tây nè. Các bạn đã từng bao giờ thấy cây măng tây chưa? Thì cái hạt giống măng tây này á, mình mua trên mạng cũng được các bạn. Thì cái hạt giống măng tây này mình mua một bịch, nó có 6 hạt, 8 hạt, 20 hạt, tùy theo loại. Thì tùy theo bao nhiêu hạt thì giá hành nó khác nhau. Như bịch 20 hạt thì khoảng 64.000. Còn này mình mua cái loại mà có 6 hạt và mình về trồng thử nghiệm trên đất này, là đất hạch. Chứ thực tế thì mình có nghiên cứu thì măng tây này nó phù hợp trồng trên các loại đất cát, ven suối, ven sông, nó trộn với đất hạch thì đất cát khoảng 30%, đất sỏi đá rồi nó rất là phù hợp. Còn cái này hôm nay mình thử nghiệm. Và thì mình cũng thử nghiệm trên đất này, và các bạn xem nè, trên đất hạch ở quê mình thì nói chung thì nó cũng vẫn sinh trưởng nè các bạn, nhưng mình thấy cái khả năng bung mầm cái măng con thì hình như là không có phù hợp cho nó hay sao, nó lên cái cây con của nó nhỏ xíu à, hay là tại là lần đầu tiên nó lên á nên nó nhỏ vậy á. Thì mình sẽ chia sẻ các bạn sau, và các bạn xem cận cảnh lá cùng và cái thân của cây măng tây nè, xem tận gốc, và mình chia sẻ cho các bạn những cái cây măng tây con nó vừa lên, nó nhỏ tí như thế này nha, cận cảnh thực tế cách trồng măng tây. Thì đây là cái bịch mình mua, có nó có 6 hạt à, về mình ươm thì nó vẫn lên hết nè các bạn. Đó, nhìn nó giống thân liễu quá, nhưng mà cái cây măng tây thì chắc các bạn cũng biết đó, các bạn xem nè, mình trồng thử nghiệm và nó lên cũng thành công. Thì mình đã trồng thành công những bộ măng tây, và sẵn đây mình chia sẻ cái loại đất trồng phù hợp với măng tây. Thì vùng đất có thành phần cơ giới nhẹ, là một loại đất như là đất cát đỏ, cát trắng ven biển, thì chúng là các loại cát. Thì khu vực nào có đất cồn, đất cát, đất phù sa mới bồi ven sông á, thì đất pha với cát tỷ lệ 30% cát và 60% đất. Thì các nên như trên đất đỏ Ba Giang, đất đồi núi không có đá ngầm hoặc là sạn quá lớn. Và hôm nay mình cũng thử nghiệm trên đất hạch thì mình vẫn thấy nó lên như thế này các bạn. Và tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái giá trị dinh dưỡng của cây măng tây nha. Thì tổng quan cái bộ măng tây mình vừa trồng, các bạn xem đi, cận cảnh là cây măng tây trồng tại nhà các bạn, thì cũng đơn giản. Hạt giống thì mình cứ ra cái chỗ bảo vệ thực vật đó, mình mua bịch 6, 8 hoặc là 20 hạt thì tùy theo giá nó khác nhau. Như cái bịch này mình mua là 20.000 các bạn, và giờ mình trồng được 6 bụi nè, coi nè, thân nó giống thân liễu. Thì nói chung mình cũng thành công, cái măng con nó cũng lên đó các bạn. Này các bạn xem này, là đất nè, trồng thử đất này nó vẫn lên tốt, nhưng mà cái măng con thì mình thấy nó mọc không có mập ha, không tại lẽ nó trồng ban đầu thì nó vậy, thì nó nhỏ, thì đợt sau để mình xem coi nó có cái măng con mập không nha. Nè cây của nó ấm nhất nè, chắc là lên cây y là trái chín á, nó chưa có bự nè, nhưng mà nó vẫn lên măng. Để những lần sau mình chia sẻ, nếu nó lên măng to thì có lẽ thì cây măng tây này đất nào nó trồng cũng được. Đây mình trồng đất hạch tại nhà nè các bạn. Đó, đây là cũng là cách trồng rau sạch tại nhà nè. Đó, mình không ăn mập thì nó nhỏ, nó cũng vẫn lên măng nè các bạn. Thank you.
đây là những bụi măng tây mình trồng 6 hạt 20.000 một bịch. Và tiếp theo mình sẵn đây mình chia sẻ cho các bạn giá trị dinh dưỡng của măng tây. Măng tây này nó có nhiều loại lắm các bạn, măng tây trắng, măng tây xanh, măng tây tím, còn đây là măng tây xanh, mình trồng măng tây xanh các bạn ạ. Và đây là công dụng của măng tây đây, nó trị chứng mất ngủ, cải thiện giấc ngủ sâu và ngon hơn, tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho hệ hô hấp, giảm cân, tốt cho thai nhi, hỗ trợ giảm thiểu các bệnh tim mạch, ngăn ngừa chứng suy tĩnh mạch, làm đẹp da, giúp xương chắc khỏe, giảm nguy cơ tiểu đường, chống lão hóa, tốt cho đường ruột. Thì sức khỏe tình dục, lợi tiểu, ngăn ngừa bệnh trầm cảm, hỗ trợ điều trị ung thư, đau nhức, tốt cho mắt, thị lực kém. Thì măng tây là một trong những loại rau cao cấp, còn được gọi là rau hoàng đế các bạn. Ok, thì mình đã vừa chia sẻ cho các bạn trong thử nghiệm măng tây trên đất thịt và xem hiệu quả như thế nào. Thì ok, mình cũng thấy nó là rất là tốt các bạn. Các bạn cứ thử nghiệm, nó sẽ thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ like và đăng ký để xem nhiều video về nông nghiệp mới của mình nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Thank you.